chào mừng các em đến với kênh Quỳnh Lan. Đến với bài học hôm nay, các em sẽ được ôn lại kiến thức về phát âm và điểm ngữ pháp về mẫu từ. Mong rằng sau khi tham gia nghe giảng, các em sẽ biết cách làm đúng các bài tập cơ bản về ngữ âm và chọn đáp án chính xác ở các bài tập liên quan đến mẫu từ. Ở phần phát âm, cô chỉ ôn cho các em hai âm cơ bản nhất là âm S và âm ED. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu vào bài học. Trước hết là cách phát âm S cuối. Đối với âm S cuối, chúng ta sẽ có 3 cách phát âm. Thứ nhất là sẽ được phát âm là S. Nếu các danh từ tận cùng là những phụ âm vô thanh, chúng ta còn gọi là voiceless consonants. Đó là những âm F, K, P, T, S. Hoặc là nó sẽ tận cùng bởi những chữ cái P, K, P, S, T, T, S, G, S. Chúng ta có thể đọc cho dễ nhớ, đó là phải, không, phải, thì, thôi, ghét. Và các em sẽ xem những cái ví dụ sau đây. Chúng ta sẽ cùng đọc với cô. Laughs, walks, coughs, cares, tense. Thứ hai là is. S cuối sẽ được phát âm là is khi đi sau một phụ âm hữu thanh. Và những âm hữu thanh đó chính là z, s, j, j, s, z. Hoặc chúng ta có thể nhặt nhạng bởi các chữ cái như là s, chữ ít, s, is, z, ch, sh, ce, o, ge. Chúng ta có thể đọc để dễ nhớ hơn, đó là sản, sức, chè, sôi, giò. Cô gáp chữ ch và chữ ce, nó sẽ thành là chữ chè, ha, sôi, giò. Và chúng ta sẽ cùng đọc ví dụ với cô. Washi kisses oranges. Và cách phát âm thứ ba của S cuối là Z. Và S cuối sẽ được phát âm là Z đối với những trường hợp còn lại. Chúng ta hãy cùng đọc ví dụ với cô. Bears, keys, days. Ngoài ra, âm S cuối còn những trường hợp ngoại lệ chúng ta cần phải nhớ. Bình thường thì chữ S sẽ thường phát âm là S, nhưng lại có những ngoại lệ chúng ta cần nhớ. Nó có hai ngoại lệ điển hình. Thứ nhất là chữ S sẽ đọc là Z sau những các từ như busy, please, easy, present, desire, music, pleasant, dessert, juice, reason, reserve, poison. Các em có để ý rằng những chữ busy, please, easy, vân vân, thì những chữ này nó điển hình là chữ S, nó nằm giữa hai nguyên âm, hoặc là nó nằm giữa một nguyên âm và bán nguyên âm, thì chúng ta sẽ đọc là Z. Và cái lưu ý ngoại lệ thứ hai mà các em cần phải nhớ, đó là chữ S sẽ đọc là S khi nó nằm đầu các từ như là sugar, sure. Và kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập. Cô sẽ có hai câu bài tập cho các em. Và điểm nhận dạng để làm được bài tập này sẽ là những cái tiêu đề mà trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông mấy em sẽ gặp. Đó là mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions. Và cô sẽ cho các em 30 giây để chúng ta đọc hai câu bài tập. Và 30 giây sau cô sẽ cho đáp án. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng cô để kiểm lại đáp án. Câu số 1, chúng ta đáp án chính xác sẽ là câu D. Hay nói cách khác, number 1, D. Bởi vì sao? Bởi vì A, B và C, chữ S nó đều phát âm là S. Chỉ có câu D, C,
chữ days. Chữ s nó sẽ phát âm là z. Và câu 2, đáp án đúng sẽ là đáp án B. Bởi vì sao đáp án B lại đúng? Chúng ta sẽ thấy câu A, câu C và câu D, chữ S nó đều phát âm là S. Bởi vì nó tận cùng là K, TH và P. Các em có phân vân tại sao câu B và câu C rất là giống nhau nhưng tại sao câu C lại đọc là S? Vậy thì câu B nó sẽ đọc là âm gì? Vậy thì câu B sẽ đọc là Z bởi vì chữ TH lúc này nó phát âm là chữ D. Và câu B chúng ta sẽ đọc là breathe. Và câu C chúng ta sẽ đọc là breath. Chúng ta hãy nhớ phân biệt breathe lúc này nghĩa là thở là động từ. Còn câu C breath lúc này là danh từ. Chúng ta có 5 giây để chúng ta định hình lại cách phát âm S cuối. Tiếp theo đây là chúng ta qua phần cách phát âm ED cuối. Âm ED cuối cũng tương tự như cách phát âm S cuối. Nó cũng có 3 cách phát âm. Cách phát âm thứ nhất là IT. ED cuối sẽ được phát âm là IT khi là những từ tận cùng là tờ và đờ. Chúng ta hãy cùng đọc ví dụ với cô. Wanted, decided. Các em sẽ thấy tờ và đờ. Để chúng ta dễ nhớ hơn, chúng ta có thể đọc là thể dục hoặc là tiêu điều. Và cách phát âm thứ hai của ED cuối đó là âm tờ. Tờ. ED cuối sẽ được phát âm là tờ khi những từ tận cùng là những âm được phát ra là âm kh, f, p, s, sh, ch, h và th. Hoặc là nó sẽ tận cùng bằng những chữ là ch, s, th, x, sh, k, p và f. Những chữ này chúng ta có thể đọc một cách dễ nhớ hơn, đó là chiều, sương thường xuống khắp phố phường. Và chúng ta hãy cùng đọc ví dụ với cô. Asked, stopped, left. Và âm thứ ba đó là âm D. Vậy thì D, ED cuối sẽ được phát âm D khi nó là những trường hợp còn lại. Chúng ta hãy cùng đọc ví dụ với cô. Mood, bleed, raised. Và âm ED này cũng tương tự như âm S. Nó cũng có những trường hợp ngoại lệ. Vậy trường hợp ngoại lệ đó là gì? Đuôi ED trong các tính từ sau đây sẽ được phát âm là IT. Các em sẽ cùng đọc với cô và hãy cùng nhớ lưu ý những tính từ này. Âm ED luôn luôn được đọc là IT. Aged, learned, beloved, blessed, naked. Hy vọng các em sẽ lưu tâm đến những tính từ này để chúng ta không bị sai trong khi mình làm bài tập về phát âm ED. Và sau đây chúng ta sẽ cùng làm bài tập với cô. Vậy thì tương tự với cách phát âm S cuối thì khi chúng ta làm bài dạng ED cuối này chúng ta cũng sẽ gặp cũng là câu Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose inner line is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions. Các em hãy coi thường xuyên để chúng ta biết những dạng như thế này là người ta biểu chúng ta làm bài phát âm. Vậy thì cô sẽ cho các em một câu ví dụ để chúng ta có thể áp dụng những gì cô vừa giới thiệu để chúng ta có thể làm được dạng bài tập này. Cô sẽ cho các em 5 giây thôi để suy nghĩ câu này. 5 giây bắt đầu. Và 5 giây đã hết. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án D. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có đáp án D là tận cùng bằng tờ thì câu D chúng ta sẽ đọc là wanted. Còn những câu còn lại A, B và C
thì âm ED lúc này đều đọc là tờ, bởi vì nó tận cùng là khờ, phờ và sờ. Chúc mừng các em đã vừa hoàn thành một cái khóa học về cách phát âm ED cuối cũng như là cách phát âm S cuối. Và cô hy vọng rằng các em có thể làm được những dạng bài tập này một cách thành công. Và bây giờ cô sẽ cho các em 5 giây để chúng ta định hình lại những gì chúng ta vừa học về âm S cuối và âm ED cuối để chúng ta chuẩn bị qua điểm ngữ pháp mới, đó là điểm ngữ pháp về mẫu từ. 5 giây bắt đầu. Chào các em, 5 giây đã hết. Bây giờ chúng ta bắt đầu qua điểm ngữ pháp. Articles là mẫu từ. Trong tiếng Anh, chúng ta sẽ có 3 mẫu từ phổ biến, đó là a, an và the. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em cũng như ôn lại những gì chúng ta đã học về mẫu từ. Mẫu từ đầu tiên sẽ là mẫu từ an. Chúng ta dùng an khi nào? An sẽ đặt trước một danh từ không xác định, bắt đầu bằng các nguyên âm. Các em nên nhớ mẫu từ a, an chính là những mẫu từ không xác định. Vậy thì những nguyên âm là gì? Chúng ta sẽ cùng đọc với cô để cho dễ nhớ. Em, ông, ấy, ú, ì hoặc là hát âm. Cô sẽ cho các em một vài ví dụ để chúng ta dễ nhớ hơn. Ví dụ như chúng ta sẽ cùng đọc với cô an hour, an eraser. Các em sẽ thấy chữ H ở trong từ hour cô đã tô màu đỏ, có nghĩa là chúng ta đây là điểm nhận dạng. Vậy thì chữ H lúc này chúng ta không đọc, gọi là H câm. Cho nên chúng ta dùng an ở phía trước và eraser, chữ E cô đã tô màu đỏ. Vậy thì chữ E này cũng chính là nguyên âm, cho nên chúng ta sẽ dùng là an. Đến với mẫu từ số 2, đó chính là mẫu từ ờ. Ờ cũng giống như an, nó chính là mẫu từ không xác định. Vậy thì ờ nó cũng sẽ nằm trước một danh từ không xác định, nhưng lại bắt đầu bằng một phụ âm. Hoặc là danh từ mở đầu bằng uni. Chúng ta hãy cùng với cô bước qua ví dụ và hãy cùng đọc ví dụ với cô. A book, a university, a uniform. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích ví dụ. Book bắt đầu bằng chữ b. Vậy thì chữ b lúc này là phụ âm. University bắt đầu bằng uni. Uni thì chúng ta cũng phải dùng mẫu từ a, và uniform cũng vậy, bắt đầu bằng uni cho nên chúng ta dùng a. Và tiếp tục, đây là một mẫu từ quan trọng và chúng ta thường thấy và cũng rất khó sử dụng, đó chính là mẫu từ the. Và mẫu từ the chính là mẫu từ xác định, thường được dùng trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc được nhắc đến lần thứ hai trong câu. Vậy thì đây là điểm lưu ý mà chúng ta có thể dễ nhận dạng nhất, đó chính là được nhắc đến lần thứ hai trong câu. Vậy thì cô sẽ cho mấy em một ví dụ khá là đơn giản để mấy em có thể dễ dàng nắm bắt. Chúng ta hãy cùng đọc với cô. I have just bought a car. The car is the latest model. Chúng ta hãy cùng phân tích ví dụ này với cô. Câu đầu tiên cô nói là I have just bought a car. Vậy thì cô đã nhắc đến chữ a car. Và car lúc này chưa xác định cho nên mình dùng a. Tôi vừa mới mua một chiếc xe hơi. Và chúng ta nói chiếc xe hơi ở câu đầu rồi. Thì khi chiếc xe hơi chúng ta nói ở câu số 2, nó sẽ là xác định, cho nên chúng ta dùng the. Và lúc này chúng ta dùng là the car is the latest mod, có nghĩa là chiếc xe hơi là chiếc mod mới nhất. Đó là trường hợp cơ bản nhất khi chúng ta sử dụng the. Nhưng chữ the chúng ta cần phải lưu ý, có rất là nhiều trường hợp chúng ta cần phải phân biệt khi nào sử dụng the và khi nào chúng ta không được dùng the. Thì sau đây cô xin giới thiệu với các em 12
Lưu ý để chúng ta nhớ khi nào sử dụng the và khi nào không sử dụng the. Chúng ta sẽ dựa vào cái bảng sử dụng the và không sử dụng the trong một số trường hợp điển hình. Vậy thì khi nào chúng ta dùng the? Thứ nhất, đó là trước tên các đại dương, sông ngòi, biển, vịnh và các hồ mà chúng ta phải nhớ là ở số nhiều. Ví dụ như là The Atlantic Ocean. Còn không dùng the khi nó trước tên một hồ. Ví dụ như là Lake Geneva. Và thứ hai là trước tên các dãy núi thì chúng ta sẽ sử dụng the. Ví dụ như là The Rocky Mountains. Còn trước tên một ngọn núi là chúng ta không dùng the. Đó là Mount Vesuvius. Và thứ ba là trước tên những vật thể duy nhất trong vũ trụ hoặc trên thế giới. Ví dụ như là The Earth, The Moon. Nhưng trước tên các hành tinh hoặc các chòm sao thì chúng ta không dùng mạo từ the. Ví dụ như là Venus, Mars. Venus chính là sao kim đó các bạn. Mars chính là sao hỏa. Kế đến, trường hợp thứ tư của việc sử dụng the là khi chúng ta gặp như là the schools or colleges, universities mà nó cộng với of và nó cộng với danh từ riêng. Ví dụ như là the University of Florida. Nhưng chúng ta lại không dùng the trước tên các trường này nếu trước nó là một tên riêng. Ví dụ như Stetson University. Và trường hợp thứ năm là the cộng với số thứ tự và cộng với danh từ. Ví dụ như là the third chapter. Nhưng lại không dùng the trước các danh từ đi cùng với một số điểm. Ví dụ như chapter 3. Và thứ 6, điều lưu ý số 6 chúng ta cần phải nhớ, đó là trước tên các cuộc chiến tranh khu vực với điều kiện tên khu vực đó phải được tính từ hóa. Ví dụ như là The Vietnamese Economy, kinh tế Việt Nam. Và thêm cái nữa, chúng ta không được dùng the ở trường hợp là trước tên các nước mà mở đầu bằng new, một tính từ chỉ hướng hoặc chỉ có một từ. Ví dụ như là New Zealand hay là North Korean. Đó là 6 trường hợp vừa qua. Chúng ta bắt đầu tiếp tục. Trường hợp kế nữa, trường hợp thứ 7, điều lưu ý số 7 mà chúng ta cần phải nhớ đối với từ the là chúng ta phải sử dụng the trước tên các nước có 2 từ trở lên, nhưng nó lại ngoại lệ đối với chữ Great Britain. Chúng ta không thể dùng the với Great Britain, nhưng chúng ta phải dùng the với the United States. Nhưng chúng ta lại không dùng the trước tên các lục địa, tỉnh, tiểu bang, thành phố, quận, huyện. Ví dụ như Europe, Florida, ví dụ vậy. Và điều lưu ý số 8 chúng ta cần nhớ nữa, đó là chúng ta phải sử dụng the trước tên các môn học cụ thể. Ví dụ như The Solid Matter Physics, thì đây là môn vật lý chắc rắn, thì chúng ta phải dùng the. Và trước tên bất kỳ môn thể thao nào là chúng ta không được dùng the. Ví dụ như baseball là bóng chày, football hay là basketball, thì những cái này là môn thể thao thì chúng ta không được dùng the. Và điều lưu ý số 9 mà các em cần nhớ, đó chính là trước tên các nước được coi là một quần đảo hoặc một quần đảo thì chúng ta cũng phải dùng the ở phía trước đó. Ví dụ như the Philippines, the Virgin Islands or the Hawaii. Và chúng ta không được dùng the trước các danh từ trừu tượng. Trừ một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta có dùng, nhưng mà các danh từ trừu tượng là chúng ta không được dùng the. Ví dụ như freedom, happiness. Đó là 9 trường hợp vừa nêu. Và chúng ta sẽ đến những trường hợp lưu ý cuối cùng. Thì điều lưu ý số 10 là chúng ta phải dùng the trước tên các tài liệu hoặc sự kiện lịch sử. Ví dụ như là the constitution. Nhưng chúng ta lại không dùng the trước tên các ngày lễ hay là Tết. Ví dụ như Christmas, Thanksgiving.
Và điều lưu ý số 11 là chúng ta phải dùng the trước tên các nhóm dân tộc thiểu số, ví dụ như là the Indians. Nhưng chúng ta lại không dùng the trước tên các môn học nói chung, là những môn ví dụ như mathematics, là môn toán gồm có rất là nhiều nhánh, cho nên chúng ta không thể dùng the ở phía trước. Và điều lưu ý cuối cùng của bài giảng hôm nay là chúng ta phải dùng the trước tên các nhạc cụ khi đề cập đến các nhạc cụ đó nói chung hoặc chơi các nhạc cụ đó. Ví dụ the violin là đàn violon, cho nên chúng ta bắt buộc phải dùng the vì đây là nhạc cụ. Nhưng chúng ta lại không dùng the trước tên các loại hình nhạc cụ trong các hình thức âm nhạc cụ thể, ví dụ như là loại nhạc là jazz, rock hay là classical music. Thì cô đã giới thiệu với các em 12 điều lưu ý để dùng the hay là không dùng the trong một số trường hợp điển hình. Nhưng trên thực tế, theo hiểu biết thì chúng ta có thể tham khảo thêm ở các nguồn tài liệu khác. Cũng còn những trường hợp lưu ý khác mà một chút nữa khi chúng ta làm bài tập chúng ta sẽ hiểu, thì chúng ta cần phải nghiên cứu thêm. Chứ mạo từ thì chúng ta không thể nào học đủ được. Để chúng ta khẳng định lại những gì mình vừa học, thì cô có cho các em một bài tập. Bài tập này nó gồm có 4 câu. Và cô mong rằng sau khi các em xem xét 4 câu này và chúng ta làm, thì chúng ta sẽ nhìn nhận lại được và là mình đã hiểu được bao nhiêu phần trăm về cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh, cũng như để chúng ta chuẩn bị hành trang cho đề thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Để khi chúng ta gặp câu trắc nghiệm về phần mạo từ, cô mong rằng các em có thể làm đúng hoàn toàn chính xác. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập. Khi trong đề Trung học phổ thông quốc gia, chúng ta sẽ được gặp tiêu đề như vậy, có nghĩa là chúng ta sẽ làm những bài tập dạng trắc nghiệm với ngữ pháp hoặc là với từ vựng. Đó là mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Và chúng ta sẽ cùng coi 4 câu. Và cô sẽ cho các em 4 phút để làm 4 câu này. Và 4 phút bắt đầu. Chúng ta đã xong 4 phút và chắc là các em đã có đáp án, và các em hãy cùng kiểm tra với cô. Câu số 1, đáp án chính xác của câu số 1 chính là A. Number 1 A. Các em có biết tại sao câu 1 lại chọn A? Tại vì meal là một bữa ăn và bắt đầu bằng M là một phụ âm, cho nên chúng ta phải dùng mạo từ A. Và restaurant we went to. Restaurant we went to là cái nhà hàng mà chúng ta đi đến. Vậy thì lúc này là nó đã lược bỏ đại từ quan hệ. Vậy thì cái chữ restaurant lúc này là nó xác định, cho nên chúng ta được quyền dùng mạo từ the. Number two, the correct answer is C. Number two, C. Vậy thì câu 2, tại sao đáp án là C? Bởi vì chúng ta thấy là $10 note là một cái tờ tiền đô la 10 đô. Vậy thì nó chính là bắt đầu bằng phụ âm, thì chúng ta sẽ dùng a. Nhưng chúng ta gặp chữ on là giới từ. Giới từ thì chúng ta phải dùng mạo từ the. Vậy thì khi tôi đi bộ trên đường, tôi thấy một tờ 10 đô trên vỉa hè. Number 3, the correct answer is Yasi. Cô biết câu này rất dễ với các em bởi vì nó liên quan tới
phần mà chúng ta đã được giới thiệu ở phía trước. Violin, đàn violon, và nó chính là một nhạc cụ, cho nên chúng ta dùng mẫu từ the. Và number 4, the last sentence. Number 4, yes, the correct answer is B. Tại sao câu số 4 chúng ta lại chọn đáp án đúng là B? Bởi vì chúng ta nhìn vào chữ countries. Countries, nó số nhiều là nhiều quốc gia thì chúng ta không cần phải dùng mẫu từ. Nhưng đối với chữ of là giới từ, khi chúng ta gặp chữ of là giới từ thì chúng ta phía sau phải dùng mẫu từ là the. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra lại xem chúng ta đúng được bao nhiêu trên 4 câu. Và cô hy vọng các em sẽ đúng 4 trên 4. Và cũng hy vọng là buổi học hôm nay của các em rất là thành công. Qua điều này chúng ta sẽ hiểu rằng đối với việc sử dụng mẫu từ thì có rất là nhiều những điều lưu ý mà chúng ta cần phải tự nghiên cứu và chúng ta ghi chú vào. Nó đúng với cái câu người ta hay nói là gì? Đời sống có hạn mà học tập thì vô hạn. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và tham gia khóa học. Đừng quên đăng ký kênh và làm 30 câu bài tập về nhà cô đã giao cho. Cô sẽ sửa và hướng dẫn chi tiết đáp án cho các em vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.